Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình rất vui được gặp lại các bạn trong video của mình. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách làm con ong. Và đây là cách làm của mình. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ.
video của tôi đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.